Cô biết chị đâu gợi ý là mình bị đánh cái gì? Dạ. Có giỡn mặt hả? Tám tuổi đầu sao đuổi ra đường không? Chỉ có hồi đó con thì mới bị ba đuổi ra đường thôi. Cầm dây đâu rồi? Thua phải không cô? Con trâu. Trời ơi, từ cái cái qua tới cái con luôn hả? Sao con trâu? Con trâu cái. Con trâu cái. Cái con trâu. Thôi, nhường anh á. Dạ. Thôi, đi về. Nhường á. Thôi, xin phép. Vậy em khám não. Cái gì vậy, đang chơi mà. Không khó quá. Cái này không thấy thông minh mà thấy đầu óc nó ngu si đi. Bị đánh giết nó bị rối não luôn á. Giờ chắc không có được, gọi là không có đủ điều kiện. Không, để về em mở tivi em coi lại mùa cũ. Dạ. Anh chở em về cái anh. Em không ứng tuyển nữa. Ê, tú, mở cái xe. Dạ không nha. Thôi, vậy thôi, giữ tú hả? Vậy thôi, giữ luôn á. Giữ lòng thôi, em về. Nó ngày nào, sáng giờ cô vẫn chơi vui thôi. Chứ trong bụng cô, trong thâm tâm cô mà hai đứa tới là trời ơi, chị mừng dữ lắm. Ủa trời ơi, vậy là ứng tuyển có top 2 thôi. Ứng tuyển mà có top 2 thôi. Có hai đứa, phải lấy hết hai đứa chứ. Trời đất ơi. Trời ơi. Vậy sáng giờ cô làm thử thách gì cô? Để cho người ta thấy rằng là dù có hai đứa nhưng mà là tinh hoa tinh túy, một cánh tay trái, một cánh tay phải của cô. Trời, cô đủ lông đủ cánh rồi. Có năm cái thằng kia. Dạ. Mà nó tuyên bố trên giang hồ là nó bất bại. Trời biệt đuổi sáo tung quanh ngang dọc, nghe đồn có một cái nhóm gì bây giờ nó mới lên, nó khiêu khích và nó đòi chiếm ngôi vị đuổi sáo. Trời ơi, còn lâu. Nhóm gì? Ngũ Hải huynh đệ. Mình là chị cả mà, bây giờ mình phải lập lại một cái nhóm quyết đấu với chị nó, giữ vững vị trí của chị cả với biệt đuổi sáo cũ chứ. Làm sao để cho ai giữ vị trí của mình được. Tuyển. Tuyển gì? Bị đỡ ít sao? Anh cũng ứng tuyển bị đỡ ít sao nè. Ồ, vậy hả? Ủa, mà sao em nghe nói là hình như tuyển gái đẹp á. Anh thì nghe nói tuyển trai đẹp không hà. Ồ, vậy hả? Kệ, mình cứ vô thử đi ha. Dù sao cũng lỡ mướn bộ đồ này rồi. Anh vô đi, chúc mừng anh nha. Chúc em may mắn lần sau nha. Dạ, chúc mừng anh, cố lên nha anh. Cố lên. Vô. Chào cô. Hai đứa đi đâu đây? Dạ. Em đi ứng tuyển. Con cũng đi ứng tuyển. Biệt đội 6 là biệt đội để làm cái gì biết không? Dạ, vận động đúng không cô? Đứng lên đi vòng. Đổi sáo nè, phong cách nó phải năng động. Để chúng ta có thể trèo đèo lội suối vượt qua chướng ngại vật. Đúng. Chứ không phải là đi diễn cách quốc. Dạ không cô, con có đồ. Con có đồ ở trong cốp xe nữa. Em thấy thì mình nên vô vấn đề chính. Mình vô vấn đề chính. Dạ, mình thử sức liền đi. Trước tiên tôi nghĩ là phải đặt một cái tên khác. Bởi vì tôi không muốn giữ cái tên biệt đội X6. Bởi vì mỗi lần nói tới cái chữ biệt đội X6 tôi sẽ nhớ đến đồng đội cũ của tôi. 30 giây suy nghĩ về tên của biệt đội.
Dạ đây. Lanh quá. Mình sẽ đặt tên biệt đội của mình là biệt đội xã Xì Chét. Xã Xì Chét. Được rồi, không cần phải nói nhiều nữa. Chúng ta sẽ vào thể hiện năng lực của ngày hôm nay. À, với màn đầu tiên, ta phải cho các bạn nạp đầy đủ năng lượng, ăn trứng gà uống nước suối. Dạ, thích ăn trứng lắm. Trứng sống, trứng sống. Mấy cái này em hay ăn lắm. Là mình chơi liền chưa chị? Chơi liền. Hút đi. Thơm. Thơm, ngon, bổ, béo, hút. Hey. Không thì phải sao? Vô anh. Vô. 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 1 2 3. Đây, đừng nói rằng ta không thương em Út. Cho một miếng giấy để chuột. Ôi, anh ăn uống gì mà tài quay vậy? Trời xưa giờ em chưa hấp xương sống bây giờ. Có sao không? Sẽ xịt chết. Mà nãy giờ trò chơi này chỉ là khởi động thôi. Dạ. Chưa vô vấn đề chính. Hả? Đưa hai cái búa này chi con? Để mình kiểm tra coi có não hay không á. Kiểm tra bằng cách nào? Là ví dụ mình kiểm tra vậy nè. Đó. Não cứng. Cũng cứng. Đó. Trả lời câu hỏi xoay đáp xoay. Xoay đáp là câu hỏi rất là hóc búa. Yeah. Dùng búa để đập vào đầu của đối thủ để mà giành quyền trả lời. Nếu như các bạn gõ vào đầu đối phương, các bạn trả lời trót thì sẽ bị đối phương gõ cái đầu lại. Trò chơi bắt đầu. Cái gì chặt không đứt, bứt không rời, phơi không khô, đốt không cháy? Cái gì? Nước. À, đúng rồi. Con chó đen người ta gọi là con chó mực. Ủa mém xíu. Con chó đen người ta gọi là con chó mực. Con chó vàng người ta gọi là con chó phèn. Con chó xanh người ta gọi là con chó đẻ. Vậy con chó đỏ người ta gọi là con chó gì? Con chó đỏ. Con chó đỏ gọi là con chó ghẻ. Con chó ghẻ. Con chó ghẻ gì màu đỏ? Cái ghẻ là màu đỏ. Con chó ghẻ là con chó bông. Con chó ghẻ là con chó bông. À. Con chó đỏ là con chó gì? Con chó đỏ là con chó đỏ. Không em gì trắng lại giường mình. Lúc cần anh lại úp tay vào em. Cái gì mà ghê vậy? Cái gì mà khủng khiếp vậy? Lúc còn miết xuống miết lên làm em chảy nhớt tèm lem ra ngoài. Ghê quá. Sợ luôn. Cái gì mà giỏi quá. Cái đầu óc mình phải tươi sáng, trong sáng lên. Yeah. Đầu óc đen của lùi của lũi. Nơi nào có đường xá nhưng không có xe cộ, có nhà ở nhưng không có người, có siêu thị, công ty nhưng không có gạt hàng quá, đó là nơi nào? Bản đồ. Nhà mô hình. Tàu. Nó nhỏ xíu à? Rồi đường xá đâu? Nó là mô hình, nó là mô hình rồi. Nhưng mà thật, ít ra không có nhà, bản đồ không có nhà đâu. Bạn chưa zoom vô, chưa zoom zoom. Đúng không? Bản đồ đúng rồi. Hân em vừa 8 tuổi đầu. Bác mẹ tham giàu đem gả chồng xa. Còn duyên em ở trong nhà. Hết duyên hết phận em ra ngoài đồng. Con tự đánh con là có quyền trả lời. Trả lời đi. Không gì. Trả lời đánh lên ngay. Ủa tụi bây giận mặt với chị cả. Con đi khó quá cô. Gợi ý xíu đi cô. Biết chị đâu gợi ý. Là mình bị đánh. Cái gì? Dạ. Có giận mặt hả? Tám tuổi đầu. Sao đuổi ra đường không? Chỉ có hồi đó con thì mới bị ba đuổi ra đường thôi. Cầm giấy đâu rồi? Thua không cô?
con trâu. Trời ơi, từ cái cái qua tới cái con luôn hả? Mà sao con trâu? Con trâu cái. Con trâu cái. Cái con trâu. Thôi, nhường anh á. Về. Thôi, về. Nhường á. Thôi, xin phép. Vậy em khám não. Cái gì vậy, đang chơi mà. Không khó quá. Cái này không thấy thông minh mà thấy đầu óc nó ngu si đi. Bị đánh giết nó bị rối não luôn á. Giờ chắc không có được, gọi là không có đủ điều kiện. Không, để về em mở tivi em coi lại mùa cũ. Dạ. Anh chở chở em về cái anh. Em không ứng tiện nữa. Ê, Tú, 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 mở cái xe. Dạ, dạ, dạ không nha. Thôi, thôi, vậy thôi, giữ Tú hả? Vậy thôi, không, không, giữ, 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 giữ luôn á. Giữ lòng, giữ lòng vậy thôi em về. Có ngày nào sáng giờ cô vẫn chơi vui thôi. Chứ trong bụng cô, trong thâm tâm cô mà hai đứa tới là trời ơi, chị mừng dữ lắm. Ủa trời ơi, vậy là ứng tiện có top 2 thôi. Ứng tiện. Mà có top 2 thôi. Có hai đứa, phải lấy hết hai đứa chứ. Trời đất ơi. Trời. Sáng giờ cô làm thử thách gì cô? Để cho người ta chứ thấy rằng là dù có hai đứa nhưng mà là tinh hoa tinh túy, một cánh tay trái một cánh tay phải của cô. Trời, cô đủ lông đủ cánh rồi. Có năm cái thằng kia dạ. Mà nó tuyên bố trên giang hồ là nó bất bại. Dạ, dạ. Hai đứa em có đủ tự tin đó, cùng với ta ngày hôm nay bắt đấu với cái tụi Vũ Hải huynh đệ không? Mày trả lời lâu quá vậy. Dạ đâu ấy. Sẵn sàng. Go. Lão đại Lê Nam. Lão đại Lê Nam. Quách Ngọc Tuyên. Ồ, thằng này đẹp trai. Tân Eagle. Ồ, cái miệng nó trề lắm. Ồ, Hoàng Mèo. Người cuối cùng Hứa Minh Đạt. Còn đội hình gì dữ à? Bên đó là chỉ có nam mà không có nữ. Có Cương nhưng mà không có Nhu. Đúng rồi. Bên mình có Nhu đầy đủ. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ gọi cây thầm cho nó. Trời ơi. Các người biết ta là ai không? Sao nay tự ngã ý gọi em vậy? Quay ở đâu? Cho em địa chỉ. À, nhìn mặt có vẻ hơi thách thức nhau nhờ. Nhưng mà anh đang ở một mình hay ở với ai? Hãy nói chuyện với những người anh em của em. Wow. Ơi, chào anh. Chơi trò chơi không? Mình chơi trò chơi á. Trời ơi, ok. Trời ơi. Là mình đông đủ quá. Ghê không? Trước khi chị xuống, chị làm một cái gì đó rồi em mới cho địa chỉ để chị xuống đến tụi em. Chị làm gì em làm liền cho là. Em biết thổi không? Thổi được. Thổi ra 100 cái bong bóng. Thổi 100 cái rồi xuống đây chơi. Ok, đem 100 cái bong bóng xuống đây nha. Ok. Thấy gì chưa? Biết rồi xã, xì chết. Biết xe này của ai không? Xe này của mình. Đúng, ai bỏ tiền mua biết không? Dạ chị. Ủa cho là vậy. Biết rồi xã chị xét. Ủa chị cả, chị đại, chị mời các em lên xe. Mở cửa đi. Dạ. Lên. Wow. Wow, rộng rãi quá. Xuống xe là quyết chiến liền. Quách Ngọc Tuyên vừa gửi định vị cho ta và ghi rằng là thách thức là thổi 100 cái bong bóng. Cài bom dư đi. Để chút mà nó xì nó gì vừa hả? Đó, 100 cái, lát mở ra nó tràn xuống. Chị Đại ngủ đi. Cô phải thổi một cái để lấy hình, để chứng tỏ rằng chị Đại vẫn có thổi bong bóng. Chứ không thôi nói ta ép đàn em quá. Một cái đó 100 cái là què tay luôn. Rồi. Đấy, ta đã thổi rồi. Thổi rất nhanh. Trời ơi. Bụng vô, bụng vô. Pui pui. Pui pui pui. Ôi, con Tường ơi. Ủa, sao che mặt tao hết trơn vậy tụi bay? Ý chết, con bóng nhiều quá. Xuống cô ơi. Tên 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 tên. Tên 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 tên. Rồi, đi thôi. Trời ơi, trời. Lên Nam, lên Nam. Trời đất ơi, cái miệng à. Anh ơi, ai mộ lắm á. Tụi em ba trên Sài Gòn xuống. Chính là mình thể mình quắt nó ra. Mày khiêu gợi hấp dẫn lên coi. Lên đằng trước rồi đứng. Cái gì vậy? Mày làm cái tướng gì vậy?
hấp dẫn. Đứa đây con cầm bong bóng cho. Con tiến lên, con hấp dẫn, con kêu tụi nó ra. Lắc lắc vô, sắp xí vô. Đó. La lớn đi, đang quay video đó, la lớn. Trời ơi. Em đâu muốn tạo tiếng ồn đâu mọi người. Thấy ghệ của chị hấp dẫn không? Nhiệm vụ của ba đứa em là phải không cảm xúc với nó. Nếu như mà trong vòng 1 phút 30 giây mà em nào xì cảm xúc với nhỏ này là em đó thua. Nhưng mà ói được. Ói cũng là có cảm xúc. À, ói là vẫn thua. Con cố gắng quằn quại lên. Bắt đầu. Ở tôi dậy cười ơi. Ây da, ây da. Tụi bay đừng bắt lộn người nha. Hôm nay nhà ngươi đã bị bắt lên đội của chúng ta. Là nhà ngươi á, coi như giống như phải làm điệp viên cho đội của chúng ta. Phải là giống như làm gì cho chị vậy hả? Đúng. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta như sau. Trong 30 phút cả ba phải hoàn thành thử thách. Lộc sẽ thực hiện chập quẹo xà nẹo đội bên kia. Đội đó xì là đội đó thua. Nhiệm vụ thứ hai của anh Tú là xin một vai cameo tại đoàn phim. Trời ơi trời. Ủa có nhiệm vụ của ta nữa. Vay tiền nghệ sĩ Lê Nam. Trời ơi. Cái thằng nổi tiếng chùm sò nhất trong thế kỷ luôn. Cái miệng nó vậy chứ mà nó cười. Bớt nói đi. Nó nghe nè. Nó chưa tội nghiệp nó lạc thì nó tưởng khùng. Đúng rồi. Ừ, còn em. Tao nghiệp nó nữa không? Nó lọc rồi, nó khục rồi, nó thấy nó điên cùng cùng. Nhìn cô Lê Lộc đi, không dám nhìn vào mắt Lê Lộc hả nè. Còn lọc tử hả? Nó lắc cái gì? Con. Anh cười cái cho nó vui nhớ, bớt làm. Cười cái cười cho nó vui cái. Anh bắt nó lắc khổ đâu. Tiền vô rồi đó. Đó, cái đó là có cảm xúc luôn. Mới có 1 phút 12 giây hả? Đội các bạn đã thua hết rồi. Ở bên đây đội này là đứa nào là thủ lĩnh? Thằng nào nhận đội nào nó thủ lĩnh. Chăm bóng cho nó trước đi. Mình đưa bóng không? Thằng làm cũng qua. Trận thách đố cho nó là được. Ừ, được. Rồi đi làm đám cưới cho nó xong. Mới đi đâu mà mặn về bót gì. Đẹp ơi. Thách đấu. Đấu hả? Gặp kẻ thù đó. Hư hư. Wow, ghê không? Thôi, chị không kịp với em đâu. Ghê không? Ghê không? Anh Lộc ơi, ra thách đấu với. Đó. Bây giờ em làm sao Đạt cười là ok. Cho Đạt cười nha. Dịnh nè, bắt đầu dịnh nè nha. Anh Viên cười chắc luôn cái này đó. Anh gồng, anh gồng. Em là em thách đấu lần hai người. Anh Đạt gồng quá vậy? Thở đi anh. Đâu, anh bình thường. Bé bị thấy gì để đẹp á. Anh mà không cười là nó ở đây quay, khỏi quay luôn á, nghỉ quay luôn á. Ủa cái này giống cái đầm quá vậy? Mở lên mắt cười không? Nè. Cái đầu đâu? Cái... Rồi, con ngắn rồi. Hai này nó quạo rồi con. Đúng rồi. Nó nổi giận rồi. Nó đã nổi giận rồi. Kính thưa quý vị, hai đội của chúng tôi đã bắt đầu vào một trận chiến cam go nảy lửa. À, bây giờ vậy nè, bên chị thổi em 100 cái bong bóng có chưa? Đã bàn giao 100 cho thiết kế của đoàn phim bên em. Dạ. Và đã đưa bong bóng vào làm cho cái đám cưới này long trọng hơn. 100 cái bong bóng đó để phục vụ cho cái đám cưới này của tụi em luôn. Đúng rồi, kính thưa quý vị, và sau này khi mọi người xem bộ phim Cái Tết của Thằng Khờ phần 4, mọi người sẽ thấy sự góp sức của ba chị em chúng tôi thổi 100 cái bong bóng cho... ông chủ đầu tư Quách Ngọc Tuyên để cho cái đám cưới thật là linh đình và hoành tráng. Bây giờ chị cần cái gì ở tụi em? Chỉ cần một cuộc quyết đấu và cam go để xem đội nào mới là xứng đáng là cái đội xã xì chét. Đội em là 5 người là đại diện cho phong thủy là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ đủ luôn á. Người là gì nè? Tam Sơn. Tam Sơn. Trời ơi, bộ Tam Sơn đúng. À, đây là Hồng Dịch. Đây là Hồng Dịch, đây là cua, đây là cục thịt heo quá hả? Thách đấu đối kháng, trận chiến búa chảo, hiệp đầu tiên ta Tường xung phong thi trước để ta chọn Hứa Minh Đạt. Một người dùng chảo đỡ, một người dùng búa để gõ, ai ghi được 5 điểm liên tiếp thì sẽ chiến thắng. Thắng cầm búa, thua cầm chảo. Mày chị đừng có cầm nhầm nha, độ sát thương hơi cao.
Một, hai, ba. Vậy là ai thắng? Thắng rồi, em thắng rồi. Chung là thắng đúng không? Đúng rồi. Một không đúng không? Lanh quá à, cái đại chơi nhát thôi. Thôi nhát. Con gian quá bà ơi. 1, 2, 3. Trời ơi. Tôi đỡ chúng mà cái chảo nó vô đầu rồi. Em đỡ được rồi. 1, 2. Dứt. Đỡ được rồi. Chiến thứ 3, hai đội thi đấu luân phiên, mỗi lượt hai thành viên sẽ trong tư thế đứng soạc chân. Khi câu hỏi được đọc lên, sau 3 giây cả hai thành viên phải trả lời cùng một lúc và trùng ý nhau. Nếu trả lời không trùng khớp hoặc chậm hơn sẽ bị sai và bị phạt bằng cách soạc chân rộng hơn và giữ nguyên tư thế trong khi đội khác trả lời. Trời, soạc là để con. Vậy cho chơi dạ, bình thường đi. 2, 3. Ủa, tao có gì vui trong cái tay mà đúng không? Bây giờ chơi không? Không chơi đi về Sài Gòn đi. Chơi. Ai là người sợ vợ nhất? Em và tôi nữa thiệt. Nhưng mà đúng không? Quá. Rồi sẵn đi, sẵn đi. Ai thông minh nhất? Đúng. Trước sau. Tôi mới bái. Như người nhà khử xuống. Ai là người sợ ba nhất đội? Mẹ. Em sợ ma quá. Thôi đừng sợ ma nữa nha mèo. Phải dũng cảm can đảm lên. Em sợ quá. Ai là người tham ăn nhất đội? Tham ăn gì? Thằng à. Đứng ra bộ. Tiếp. Đặt rồi đi. Giỏi mà. Rồi, thằng giỏi mà. Tao đợi Tú rồi. Ai là người xấu xa nhất đội? Mẹ. Này. Làm ơn khắc phục nhan sắc nha anh mèo. Đúng rồi. Anh đợi gì anh ơi? Ai là người can đảm nhất? Ừ. Ai là người ngủ ngáy to nhất? Nam. Hư quá Nam à. Để người ta la ông trời như vậy. Lần sau. Ai là người nhát nhất? Nhìn qua em là tới đàn luôn. Nói tôi không muốn làm tôi hỏi luôn. Rồi, thay ba thôi. Cô thay ba là ra đi. Tôi trả lời. Ai là người lừa nhất con? Đội mình thiệt là hiểu ý nhau.
Tuyên à, không được làm biếng nữa nghe chưa? Trời. Đây, bây giờ tới đội Lê Lộc, câu hỏi cuối cùng cho mỗi đội. Rồi. Là một điểm danh dự. Đã lòng nheo rồi ha. Không, không cần phải nhớ gì đâu chị ơi. Không gì có tám cái cả. Nó không biết tính. Hỏi gì sao nó không biết tính? Trời ơi, tính nó hơn lọc. Rồi sạc đi. Rồi tới tụi em. Wow. Rồi. Rồi, lấy gì luôn đi. Năm đứa cùng soạt nè. Rồi. Câu gì dài nhất Việt Nam? Câu gì? Không, cái này là đố mà. Đố mày, đố mà. Đố mày, đố, đố. Cái đó là đố. Tôi em đi liệu với Lộc đi. Rồi, chị cho em lại lần đi. Cái đại gì nữa? Chứ giờ cái câu là cầu gì vậy là cầu tiên. Con gì lúc cứng lúc mềm? Vậy là ai không? Nửa nhí. Tại con vật mà. Mình đoán đó, không có gì hết. Không có gì hết. Mình đoán chỉ trừ khỏi là ở đâu đẹp nhất. Rồi, ở đây ai nghĩ là khoan con đông cứng lúc mềm. Thiếu gì? Con đông trùng hạ thảo. Sao nó cứng? Thì lúc mới là con trùng thì là nó mềm, mà lúc mới là thảo dược thì nó cứng. Trời ơi, năm đứa. Thôi sạc đi. Sạc đi, đừng có nói nhiều. Sạc đi, được không Giang à? Có cái buồn đi quen á. Không có cái thứ hai nè. Đại ơi, hết cỡ rồi đó. Đúng rồi, đại ơi. Đâu, tụi em mới có hai lần à, làm gì xuống dưới đó vậy? Rồi. Cái này tụi em thách đố à. Em nói là câu này năm đứa trả lời không được là... Trời đánh cái quần là có nhiêu cuối tiền. Anh Tuyên, tao chưa thấy sạc nha. Hey, đánh quần á. Nó nghe nè, có mua nước gì đã cho chị uống không? Dạ không chị ơi. Có nước vàng cà đá. Nước vàng cà đá, có nước suối, có nước lạnh luôn chị. Cho mượn trăm mấy ly đi. Trời không lẽ cái bản mặt chị quýt em trăm ngàn. Tại sao ở đây năm người không mượn mà mượn mình em? Tại vì em lớn tuổi nhất, em đầu bạc. Không có, đây lớn tuổi nhất. Nó nghe nè, cái vấn đề chị thường mượn từ ai là chị thường thích người đó. Tại vì thằng này nó có vợ rồi. À, em có vợ mà. Nhưng mà vợ em với em là có tạo ra kinh tế. Mà bây giờ nào không lẽ bây giờ chị thường đưa anh một. Nhiều chuyện quá, mấy mày cho tao mượn đi. Em có em thì. Không, mày có mượn không đây? Ok. Trăm ngàn là gì vậy? Rồi, không có. Mượn đàng hoàng. Mượn trăm ngàn. Đội bạn, năm thành viên thấy ai cũng khôi ngô tuấn tú ha. Xét về là gọi là trí thông minh nè, sự khéo léo nè, sự nhanh nhẹn nè, đều có. Quyết định là kết nạp năm đứa em vô với một điều kiện. Tụi em phải tìm ra trong đội tụi em có một đứa là điệp viên. Điệp viên đúng không? Có một tay nội gián đúng không? Có một thằng nội gián. Nãy giờ anh nói nhiều nhất anh luôn á, nội gián đâu ra. Rồi, tôi xin thông báo trong đội này người nội gián là chơi với nhau tự hiểu nhau. Hồi sáng giờ thấy nó rất là gọi là sôi nổi, cái gì nó cũng dẫn dắt mọi người đi hết. Đúng không? Mày hãy tự thu đi. Mày hãy tự thu đi. Mấy mốt chị bắt cóc tụi em á, nhớ bắt cóc đừng có thấy ai. Bắt em ai, bạn em ai cũng thấy hết. Cuối cùng lễ nào có mất 100 ngàn tiền không? Chị trả rồi, như vậy thì đội tuyển của chúng tôi hiện tại là có 8 thành viên tạm thời. Trong đó là có những bạn sẽ là nằm trong đội dự bị. Nhưng mà không sao, lực lượng rất là hùng hậu. Và bây giờ tôi sẽ phát đầy đủ đồ chơi cho đội của chúng tôi. Gồm có nón, áo, mũ, bịt mặt, đàng hoàng. Trời ơi, đỡ quá.